Đây các bác đạp xích lô các bạn nhá. Xích lô Sài Gòn. Kia là những cái xe hàng rong các cô ấy, bây giờ các cô ấy đẩy ra. Đây lại một bác đạp xích lô nữa, bác ấy chở đồ á. Sài Gòn bây giờ vẫn còn xích lô nhé cả nhà. Nhiều bác hỏi là Sài Gòn có xích lô hay không, trả lời là còn nhé. Đây chúng ta sẽ đi sâu về phía đây một chút xíu nữa. Trung tâm văn hóa quận 5 này. Ở đây là khu này gần cái dạp Hào Huê á các bạn. Ngày xưa thấy cái khu này gọi là khu La Cai và dạp Hào Huê. Chó ở Việt Nam các bạn. Chó ở Việt Nam thì thả rông mà không đeo giỏ mõm à. Đây. Cơm gà xối mỡ Lão Hương Thân à. 402 Trần Phú. Ở khu này họ bán đây là vịt quay Cửu Long, vịt quay Hồng Kông. Kia còn là vịt quay Trần Quang Ký, vịt quay da giòn này, quay kiểu Hồng Kông. Đó, cái tiệm vịt quay rất là lớn à. Bên đây bác này bác bán bánh mì. Bánh mì bán vỉa hè à. Đây tiệm bán vịt quay. Đây là cái xe lăn lắc. Các bác ấy đi bán vé số đấy. Xe lăn lắc, các bác ấy đi bán vé số. Quán ăn Triều Châu, 386 Trần Phú, quận 5. Rồi bên đây là cái Hello. Bây giờ sẽ đi vào cơm gà Lão Mã nhé cả nhà. Đây là các cái xe bán hàng rong, các bác ấy bán đồ trái cây này. Trái cây, xoài, bánh xếp, bánh cút, trứng cút, nhân thịt ra. Rồi bán nước, giải khát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hẻm. Hẻm cơm gà Lão Mã để ăn á. Rồi, let's go. Đây có cái chùa Trần Quang Minh, số 418 Trần Phú á. Cào xíu mại và cái có các xe rong các bác cái bán à. Đây dồ, đây dồ cơm gà Lão Mã này. Rồi chúng ta sẽ dồ cơm gà Lão Mã nhé. Giữ xe. Đây thì có nhà rất là nhiều các người Hoa này, không biết cái chữ này tên là gì. Rất là mong bà con cô bác nếu mà coi biết. Chờ đấy xíu có người ấy để... Rồi chúng ta sẽ vô đây nhé. Đây là 418 xược 3B. Rồi đây. Kiếm chỗ đây. Cơm gà Lão Mã. Rồi hello chị.
địa chỉ đây rồi. Wow. Rồi cho em cơm cho hai người. Gà cho để xem có ăn, xem có mang về nữa không nhỉ? Từ từ xác ăn. Chờ em xíu để hỏi cô có mua mang về nữa không. Đây, chúng ta đến đây là cơm gà Lão Mã rồi ha. Tiệm cơm hải sản bình dân Lão Mã, 418/3E Trần Phú, phường 7, quận 5 á cả nhà. Ở đây ăn thì các bạn yên tâm là quán là đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm rồi á, nên là chúng ta không có phải lăn tăn gì hết. Ăn uống thoải mái ạ. Ở đây thì bán là bắt đầu 9 giờ sáng là có gà để mang về rồi á, còn 10 giờ đến 13 giờ 30 sẽ bán cơm, và nghỉ trưa từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30, 15 giờ 30 đến 20 giờ 30 thì có bán cơm á. Và sáng thì mùng 8 giờ ngày mùng 2 ngày 16 tức là ngày cúng thần tài thì sẽ có gà để bán cho chúng ta mang về á. Và canh gì nhỉ, đây ta nhỉ? Canh, đây cô đang gợi ý xem là chúng ta có ăn canh gì không ta. Cua, canh súp, gì đây ta? Tôm, có cả tôm, cua, gà hấp muối, cá hấp. Canh đây thì thường có canh gì à? Bữa nay có canh súp. Canh súp, cà rốt. Canh súp, khoai tây, củ dền, cà rốt. Lấy tô nhỏ ha. Cho lấy tô nhỏ canh. Tô canh hai người ạ. Vâng, cho hai người đi ạ. Đó. Rồi, bây giờ thì đây là cái đồ chấm này. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây để chuẩn bị đợi cơm nhé. Đây, bên ngoài thì trên nhà có bàn thờ thiên, bàn thờ địa này. Rồi mấy cái bùa dán này, không hiểu là cái gì á. Chữ thọ và chữ phúc. Còn mấy cái... mấy cái đồng tiền ạ. Rồi, cảm ơn gì. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm, đây là mình gọi cơm, đây là canh súp. Với các cái loại khoai, canh củ dền này, súp này, cà rốt này, khoai tây này. Đó. Cơm đây thì sẽ là cơm trắng. Một cái phần canh này là bao nhiêu tiền? 30. 30, còn cơm? Cơm 15. Cầm cha 45. Ok. Vậy là 190.000 rồi á cả nhà. Đây gồm cái tô canh này có 30.000 rồi. Rất là rẻ. Đây là một nửa con gà. 145.000. Phần cơm trắng 15.000. Đó. Vậy là chúng ta đã có một cái bữa ăn rất là thịnh soạn rồi. Đó. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà cùng thưởng thức các cái món ăn cùng với Tuấn Dương nhé. Chà chà, nhìn rất là hấp dẫn nè. Wow, cơm gà rất ngon. Đĩa gà này nhìn tuyệt vời quá. Đó, mình sẽ quay nhiều góc độ cho cả nhà nhìn cái đĩa cơm gà. Thiệt là tuyệt vời quá đi. Còn đây là tô canh súp trị giá có 30.000 thôi. Thiệt là tuyệt vời quá đi. Còn đây là một cái phần đĩa cơm trắng trị giá 15.000. 15.000 này, 145.000 là 160 với 30.000, 190.000. Nếu mà chúng ta uống khăn, ăn khăn hoặc trà đá gì nữa, nước uống thì có thể sẽ là 400.000. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây để thưởng thức cái món cơm gà Lão Mã nhé, thưa cả nhà. Đây, còn phía bên ngoài thì họ có một cái bảng cũng rất là cũ rồi, có cái ghi là tiệm cơm hải sản bình dân và có nhận đặt tiệc, tiệc tùng lớn nhỏ và có phục vụ tại nhà. Địa chỉ là 418/3E Trần Phú, phường 7, quận 5. Và có cả cái số điện thoại để chúng ta liên hệ. Đây thì ngoài ra họ còn bán đồ để chúng ta mang về nữa. Ở ngoài thì có một cái bảng nhỏ
ghi cái chữ là quán cơm gà Lão Mã. Vào đây là cái chữ phúc, cái chữ lộc tùm lum gì đấy tớ không biết. Và đây là các cái đồng tiền đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào để thưởng thức cơm nhé. Rồi, bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những các cái video clip tiếp theo nhé. Bây giờ sẽ vào để ăn thôi. Cả nhà có muốn coi mình ăn cơm như thế nào thì sẽ hãy xem clip tiếp theo ăn cơm gà Lão Mã của Tuấn Dương nhé.